Địch Lệ Nhiệt Ba lộ mặt mộc trong vlog mới, làn da có còn chi chít muộn. Trong vlog mới gửi đến người hâm mộ, mỹ nhân Địch Lệ Nhiệt Ba đã đập tan lời chê bai đẹp nhờ trắc phấn nhờ màn khoe mặt mộc đỉnh cao. Trong ngày đầu tiên của năm mới 2022, Địch Lệ Nhiệt Ba đã gửi tặng người hâm mộ của mình một vlog vô cùng đặc biệt. Cô viết trên Weibo, không ngờ lần đăng vlog trước đã là năm trước rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ, năm mới hay ăn hay uống hay chơi. Trong vlog đầu năm 2022, ngôi sao lưu lượng hàng đầu đã ghi lại những hoạt động trong một ngày của cô từ khi thức dậy đến những hoạt động khác trong ngày khi không có lịch làm việc. Khán giả được thấy một hình ảnh hoàn toàn khác biệt của Địch Lệ Nhiệt Ba phía sau màn ảnh hay các sự kiện. Không váy lụa lộng lẫy, không có những lớp trang điểm, không kiểu tóc cầu kỳ. Địch Lệ Nhiệt Ba vô cùng giản dị và đáng yêu trong một ngày dành cho chính mình. Đặc biệt cô nàng còn tự tin khoe gương mặt mộc 100% không lớp make up, thoải mái và tự do. Dù không trang điểm, thế nhưng nhan sắc kiều diễm của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn khiến cư dân mạng phải trầm trồ phấn khích. Khi để mặt mộc, nàng tiểu hoa vẫn dễ dàng làm mọi người xao xuyến với làn da trắng mịn không chút khuyết điểm, gương mặt hài hòa, đường nét tinh tế của Địch Lệ Nhiệt Ba được khoe trọn, khiến nhiều cô gái phải ghen tị. Vừa qua có nhiều nguồn tin trên mạng cho rằng làn da của Địch Lệ Nhiệt Ba dạo gần đây xuống cấp trầm trọng. Blogger còn cho rằng da mặt của cô không hoàn hảo như nhiều người nghĩ, cô không thể sống thiếu lớp make up dày cộp và bộ lọc filter. Qua đây, Địch Lệ Nhiệt Ba có thể dễ dàng đáp trả những lời đồn không hay về mình thời gian qua một cách nhẹ nhàng mà sâu cay. Cô từng chia sẻ khi không có công việc, cô không muốn trang điểm, muốn để làn da được nghỉ ngơi và cô hoàn toàn thoải mái với việc để mặt mộc ra đường. Trước đó, chụp ảnh cận visual khi tham gia show truyền hình của Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ gây bão mạng xã hội. Bỏ mọi bộ lọc chỉnh sửa, photoshop cài da láng mịn, nhan sắc thật của mỹ nhân Tân Cương khiến dân tình ngã ngửa. Không hề sở hữu làn da láng mịn căng đầy như ảnh do studio chia sẻ, gương mặt Nhiệt Ba lộ rõ vô vàn khuyết điểm. Trong đó, Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốc với gương mặt sần sùi vì mụn cám, làn da không đều màu, cũng lộ rõ trước ống kính camera thường. Khi nở nụ cười, loạt nếp nhăn ở bọng mắt, cằm, khuôn miệng của mỹ nhân Tân Cương cũng thi nhau xuất hiện. Ở độ tuổi 29, làn da của nữ thần Tân Cương không còn giữ được độ đàn hồi, lão hóa không phanh. Thậm chí nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba chẳng khác gì một cô nàng 39 tuổi vì gương mặt tròn xoe, không vi lai và xuất hiện nhiều nếp nhăn. Mỹ nhân đình đám xuống sắc thấy rõ trong loạt ảnh chụp cận. Có thể thấy chỉ có những tấm hình chụp không Photoshop mới tiết lộ sự thật về ngoại hình của Nhiệt Ba. Những khoảnh khắc vô tư của Địch Lệ Nhiệt Ba càng lộ rõ nhan sắc không như mơ của nữ thần visual nước tiếng này. Trước loạt hình ảnh này, người hâm mộ cũng không giấu được sự thất vọng, còn anti-fan lại được dịp mỉa mai người đẹp. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có những ý kiến bênh vực và cho rằng với lịch trình bận rộn của mỹ nhân Tân Cương, việc làn da xuống cấp là điều rất dễ hiểu. Hiện tại sau khi bộ phim Ngự Giao Ký đóng máy, Địch Lệ Nhiệt Ba dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn bên bạn bè và gia đình. Hiện tại cô chưa tiếp xúc dự án phim truyền hình mới. Với nguyên tác là tác phẩm rất được yêu thích của Cửu Lộ Phi Hương, Ngự Giao Ký nhận được nhiều sự quan tâm của mọt phim. Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai nữ chính Kỷ Văn Hòa, một người yêu sư có khả năng thuần phục yêu quái, được cốc chủ đưa đến Ngự Yêu Cốc để dạy dỗ từ nhỏ. Nhưng cô nàng dần chán ghét nơi này vì nơi đây chẳng khác gì một lao tù. Vị cốc chủ mà người ngoài kính trọng lại là kẻ mưu mô, cưỡng ép cô làm nhiều việc xấu cho lão. Cùng lúc đó, công chúa trong kinh thành gửi đến một giao nhân và yêu cầu Ngự Yêu Cốc phải thuần phục giao nhân này. Chứng kiến giao nhân tên Trường Ý bị hành hạ dã man, Kỷ Văn Hòa dần đồng cảm và hết lòng chăm sóc cho anh chàng trong chốn ngục tù. Trường Ý ngây thơ dành toàn bộ tình cảm cho nàng vì nàng chặt đi đuôi cá của mình nhưng lại nhận được sự phản bội của Kỷ Văn Hòa. Đau lòng ra đi nhưng Trường Ý đâu biết đây là màn kịch mà nàng dựng lên để giúp Trường Ý về với biển cả tự do vì mình vốn chỉ còn một tàn hơi cuối cùng. Liệu rằng sợi tơ hồng mỏng manh của hai người sau bao khó khăn trắc trở có thể buộc chặt đoạn tình cảm đẹp đẽ và đưa cả hai đến bến bờ hạnh phúc. Đây cũng là bộ phim mới nhất của Nhậm Gia Luân sau Châu Sinh Như Cố, nên được rất nhiều fan hâm mộ và các mọt phim quan tâm. Được biết, cả hai phần của bộ phim Ngự Giao Ký đã chính thức được cấp số đăng ký web drama và chuẩn bị lên sóng trong năm 2022.